Hôm nay mình có kèo thơm cho anh em đây, một chiếc BRX35 mặt trắng, cọc số mạ BBD màu vàng hồng rất là sang. Chiếc này thì mình bị mất cái tác với lại cái siêu đáy nè, cho nên là mình sẽ bán rẻ cho anh em. New full box nha, chiếc này chưa qua sử dụng, bây giờ để quay kỹ cho anh em xem. Chưa qua sử dụng tức là chưa cắt mắt luôn nha anh em. Anh em sẽ nhìn kỹ được cái các khóa, các cốt của nó. Một chiếc new luôn, không có vết trầy hết nha. Mình bọc rất là kỹ. Nhập về thì nó mất tiêu, mất siêu tác luôn, nên là bán rẻ thôi. Ở mặt sau lắp lưng nó sẽ có cái serial number, anh em có thể dùng cái serial number đó lên website của hãng check được. Ở HNF đó. BRX thì size 35 nó sẽ phù hợp với anh em có cổ tay nhỏ nha, tầm trung cũng đeo được ok. Đây là phiên bản máy pin cho nên là giá cũng mềm thôi. Thị trường thì nó sẽ loanh quanh 8 triệu, còn mình có một chiếc như thế này. Tình trạng là mất siêu với tác thì mình bán cho anh em chỉ 7 triệu 2 thôi, một cái điều rất là hời. Đây là cổ tay của mình 16cm. Bên trái là chiếc Orange Oyster size 37, bên phải là chiếc size 35. Như vậy thì anh em có cổ tay từ 16cm trở xuống thì mình đeo chiếc này sẽ rất đẹp. Càng nhỏ đeo càng đẹp nha, tại vì cái mẫu này dành cho cổ tay nhỏ. 7 triệu 2 miễn phí ship, bảo hành cho anh em 3 năm, anh em nào lấy nhắn mình nha.